Viện Kỷ lục Việt Nam thuộc Hội Kỷ lục gia Việt Nam vừa ban hành công văn thu hồi chứng nhận kỷ lục Việt Nam của Hồ Lắc ở tỉnh Đắk Lắk để điều chỉnh. Trước đó, trong dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập 3 kỷ lục cho tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có kỷ lục được cấp cho Ủy ban Nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk với nội dung Hồ Lắk, hồ nước ngọt tự nhiên trên Tây Nguyên có diện tích lớn nhất Việt Nam. Hồ có diện tích rộng trên 500 hectare, ở độ cao gần 417 m so với mặt nước biển. Tuy nhiên, sau khi thông tin kỷ lục được công bố, Viện tiếp nhận các ý kiến liên quan đến việc kỷ lục của Hồ Lắk được hiểu là hồ có diện tích lớn nhất Việt Nam khi không gắn các yếu tố hồ nước ngọt tự nhiên trên Tây Nguyên. Nhiều ý kiến cho rằng hồ Ba Bể tỉnh Bắc Cạn mới là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, Hồ Lắk chỉ xếp sau. Đồng thời yêu cầu phía Viện Kỷ lục Việt Nam phải có điều chỉnh đúng với kiến thức địa lý. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong văn bản đề nghị xác lập kỷ lục với tên gọi Hồ Lắk, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên có diện tích lớn nhất khu vực Tây Nguyên, Việt Nam. Nhưng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã xác lập kỷ lục thành Hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên trên Tây Nguyên có diện tích lớn nhất Việt Nam.